Là bệnh nhân tâm thần, thời điểm bệnh tình vốn đã chuyển biến tốt hơn. Nghe được chị gái bị lão nhân biểu 82 tuổi cưỡng hiếp, kết quả bệnh lại bắt đầu phát tác. Tôi gần như sụp đổ đã không nghĩ ngợi nhiều được nữa. Bác sĩ Lý tôi chịu không được nữa. Tôi muốn giết gà. Trên tàu cao tốc có rất nhiều gà. Không ngừng ở bên tai tôi kêu cục tác cục tác. Có phải là bởi vì hôm nay tôi chưa uống thuốc không? Giờ này khắc này trong xe bỗng nhiên yên tĩnh trở lại hình như tất cả mọi người đang vảnh tai lên nghe chờ đợi đầu bên kia điện thoại trả lời trương di tại sao cô phải trốn khỏi bệnh viện tâm thần trương di cô có biết là cô bị bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng lại có tính hung hăng tính phá hoại rất mạnh không câu hỏi lại bất ngờ khiến cho tôi cũng trầm mặc cô lần trước giết gà còn xếp ở trong vách tường phòng chúng tôi đây cô quên rồi sao còn có việc này, tại sao tôi không biết? Không đúng nha, bác sĩ Lý rõ ràng là phụ nữ, vì cái gì người nghe điện thoại lại là nam? Đầu óc trì độn của tôi rốt cuộc cũng nhớ ra, người nghe điện thoại của tôi là bạn bệnh Vương Nhị Phi. Nhị Phi anh mau đưa điện thoại cho bác sĩ Lý, tôi không khống chế nổi chính mình nữa rồi. Anh nói với bà ấy bây giờ tôi rất muốn giết gà. Trong khi chờ bác sĩ Lý nghe điện thoại, tôi một mực tìm thuốc ở trong túi sách, điên cùng tay run rẩy thật vất vả mới đem bình thuốc mở ra âm thanh chói tai của bạn gái gã xấu xí lần nữa dội thẳng vào màng nghĩ của tôi thời đại này thật là sống lâu mới thấy giả bệnh tâm thần đều có có phải là không muốn bồi thường ở đây giả bệnh tâm thần không tôi cho cô biết không có cửa tôi không cầm chắc tay bịch một tiếng cả lọ thuốc nhỏ màu trắng rơi vãi xuống đất hiện tại người ở trong xe đều hít sâu một hơi trung niên đại thúc cấp đến độ hướng bạn gái gã xấu xí gào to Tự nhiên câu chọc cô ta làm gì? Rốt cục bác sĩ Lý đã nhận điện thoại. Nhân viên bảo vệ cũng đã đến. Nhân viên bảo vệ trước tiên đem tôi đợi đến chỗ ngồi. Kiểm tra về bệnh tâm thần của tôi. Cho tôi uống thuốc. Sau đó cầm điện thoại lên cùng bác sĩ Lý trò chuyện vài câu. Cho nên vị Trương Di tiểu thư này xác thực là có bệnh tâm thần phân liệt đúng không? Trong điện thoại bác sĩ Lý hồi đáp. Trương Di đã khôi phục rất tốt rồi. Đã rất lâu không có phát bệnh. Nếu như không phải chuyện rất quá đáng sẽ không kích thích đến cô ấy. Nhưng mà khi cô ấy phát bệnh đặc biệt thích giết gà. Nghe tới đây, toàn bộ toa xe mười phần an tĩnh quỷ dị. Gã xấu xí chân run giống như là dẫm lên máy may. Bạn gái gã xấu xí cũng một mặt trắng bệch, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chuyện này nguyên nhân gây ra ở cô. Nếu như cô muốn truy cứu, xây sức ra, xây sức ra, xây xuất ra không, truy cứu, không truy cứu, không truy cứu. Nửa đoạn sau hành trình toàn bộ toa xe yên tĩnh như gà. Vừa xuống khỏi tàu cao tốc thì nhận được điện thoại của Vương Nghị Phi. Trương Di cô lén lút chuồn đi chơi cũng không nói với tôi. Tôi phản bác nói, tôi không phải đi chơi, chị tôi gặp phải người xấu tôi đi báo thù cho chị ấy. Ngư khí của Vương Nghị Phi là khó được nghiêm túc nói. Trương Di Cô là viện sủng của bệnh viện tâm thần chúng ta, báo thù loại chuyện này không cần cô động thủ. Gửi định vị ủy thác cho tôi, tôi và bà nội lập tức tới ngay. Ghi nhớ nhất định phải chờ chúng tôi đến lại hành động. Cô tuổi còn rất trẻ, bên ngoài rất nhiều quy tắc cô cũng đều không hiểu, rất dễ dàng bị người biết phá thân phận. Tôi khó hiểu nói, tôi thân phận gì? Suýt, trong điện thoại không thể nhiều lời, có đại thúc đi nghe lén, Cặp mặt nói. Trạng tối Vương Nghị Phi liền dẫn theo Vương Nãi Nãi cùng tôi tụ hợp, tôi dẫn bọn họ cùng nhau đi đến nhà chị tôi. Tôi có vang cửa nhà chị tôi. Vốn đang có thể nghe được trong phòng có chút động tĩnh, thế nhưng là theo tiếng gõ cửa của tôi động tĩnh trong phòng giống như là nháy mắt biến mất. Tôi nói rồi tôi không tiếp nhận cái gì phỏng vấn, các người nếu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Chị em đây. Cửa phòng lập tức bị kéo ra, nhìn thấy tôi, cặp mắt tràn đầy tơ máu của chị tôi cố nén nước mắt kéo ra vẻ tươi cười. Em gái mau vào trong phòng, chị muốn chuyển nhà hay sao? Ừ, chị à, chuyển nhà chuyện lớn như vậy. Bạn trai chị Chu Vũ thành tại sao lại không qua đây giúp đỡ? Chị tôi thần sắc lại à mấy phần Mấy ngày nay chị và anh ta phát sinh một chút mâu thuẫn Anh ta đòi chia tay với chị Cả đàn ông đê tiện này Xem xét cũng không phải là thứ gì tốt Hiện tại chị nhận tổn thương lớn như vậy Hắn không chỉ không ở bên cạnh chị ủng hộ chị Ngược lại còn đòi chia tay Lại muốn giết cả rồi Không biết vì sao hôm nay đầu óc giống như mới phát triển nên hoạt động rất tốt 10 vạn tệ mà hắn mượn chị đã trả chị rồi chứ 10 vạn tệ này là tất cả tích xúc chị ấy làm thuê mười mấy năm anh ta nói tạm thời không có, phải qua mấy năm mới có thể trả chị. Tôi đưa mắt một cái với Vương Nhị Phi, vương nghị phi ngầm hiểu nhẹ gật gật đầu hắn móc ra một cuốn sổ nhỏ đem cái tên chú vũ thành này ghi lại đem đám gà này cùng ghi lại sau đó xử lý một thể <laughs> sáng sớm hôm sau tiểu đội báo thu hoạt bát chúng tôi quyết định trước tiên đưa chị tôi đi làm khi vào thang máy ánh mắt của mấy người trong đó liền nhìn về phía chị tôi chị tôi bồi rơi cúi đầu xuống Đừng sợ, chị gái. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Có vài con gà mái già chính là không nghĩ tới thời gian Thái Bình. Hiện tại có một số nữ nhân vùng khác thật sự là không biết xấu hổ. Nghe nói vì không giao tiền thuê nhà. Còn quay video uy hiếp người khác nữa. Thật sự là không biết xấu hổ mà. Chúng ta quen biết lão ngô trên lầu cũng đã bao nhiêu năm rồi. Đối với vợ ông ta không được quá tốt. Không thể nào làm những chuyện này chứ. Ây, sáng sớm đang muốn phát bệnh. Thật là mệt. Sáng sớm đang yên lành tại sao cứ phải ép ta Ta lớn tuổi để ta ra tay trước Kính gia yêu trẻ Thời đại này ngay cả phát bệnh đều phải cuộn lại rồi Hai con tiện nhân các ngươi Còn dám xuất hiện ở trước mặt ta Y vào bản thân trẻ tuổi câu dẫn ông chồng 90 tuổi của ta Vương nại nại sau đó hướng trên mặt đất ngồi xuống Yêu thú thật sự là yêu thú mà Không có thiên lý nữa Các ngươi nhìn xem Hai con tiện nhân này câu dẫn chồng của ta Còn trong thang máy khiêu khích ta Toàn bộ người trong thang máy đều bị giật nảy mình Hai lão thải thái bị đánh hiển nhiên không ngờ tới chuyện này Đến khi phản ứng lại muốn xông tới đánh vương nãi nãi Vương nhị phi đổi bước lên phía trước Từ trong túi móc ra một tập bệnh án dày như sách y khoa Hai vị, hai người muốn đánh bà nội tôi tôi không có ý kiến Nhưng mà trước khi đánh tôi nói trước Bà nội tôi năm nay đã là 80 tuổi rồi Bệnh án bệnh tâm thần còn lớn hơn số tuổi của tôi Nếu như hai vị đánh bà ấy tam trường lưỡng đoạn Bà ấy sẽ muốn ở trong nhà các bà đấy. Nói xong Vương Nghị Phi liền ôm ngực. Một bộ dáng vẻ các bà muốn thế nào? Vương nãi nãi cười lạnh một tiếng. Cháu trai, cháu giả làm người bình thường cái gì chứ? Bệnh tâm thần phân liệt của cháu đã 20 năm rồi. Cháu còn nói bà. Một mực chờ thang máy đến lầu 1. Toàn bộ thang máy đã không còn âm thanh gì khác nữa. Đưa chị gái đến công ty xong. Tiêu đội báo thu hoạt bát chúng tôi quyết định dình ở dưới lầu theo dõi lão già khốn đã ức hiếp chị gái tôi. Chờ một hồi Vương Nghị Phi và Vương Nãi Nãi bởi vì chức vị đội trưởng mà ầm ý lên. Nhưng mà tôi khuyên như thế nào? Bọn họ vẫn là không chịu đánh nhau. Rốt cục ngô đông Đồng đồng đưa đưa đi ra Chúng tôi một đường theo hắn lên tàu điện ngầm Trên tàu điện ngầm rất nhiều người Một kẻ lắc thần ba người chúng tôi đã mất dấu ngô đông Đang trong lúc ảo não Phi lệ A Sau khi ba người chúng tôi xuyên qua dòng người Nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi Ngô đông thì nằm bên cạnh Người xung quanh thấy thế một mặt lạnh lùng Không có một ai dám lên tiếng Dù sao một người bình thường Nếu như bị một lão già hào sắc 82 tuổi quấy rối, Đủ để hủy cuộc sống yên tĩnh Lúc này ngô đông còn xóa lưu manh một dạng chu lên Cô đừng có mà loạn oan hùng tôi Tôi lớn tuổi như vậy rồi Làm sao có thể cố ý sờ cô Ai nha ai nha Tôi bị cô ăn Uổng hiện tại trái tim đặc biệt không thoải mái Cứu mạng A Tôi muốn khám bác sĩ Tôi đều 82 tuổi rồi lại còn bị loại nữ nhân vùng khác như cô An Uổng Thật sự là gặp xui xẻo Còn may chúng ta không phải người bình thường Chúng ta là bệnh tâm thần Chúng ta không sợ